Chào mừng các em học sinh đến với dạy án dự học tóm tắt kiến thức và giải bài tập sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em chủ đề 6, từ tế bào đến cơ thể. Bài 19, cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Các em có biết rằng động vật lớn nhất hành tinh là loài nào không? Theo Wikipedia, cá voi xanh là động vật lớn nhất hành tinh. Nó dài đến 30 mét và nặng tới 180 tấn. Hai động vật lớn nhất trên cạn chính là những con voi đực châu Phi. Chúng có thể to lớn và có khối lượng cơ thể đến 7,5 tấn, cao trên 4 mét. Hay loài thực vật lớn nhất thế giới là cây gỗ đỏ cổ thụ ở Mỹ. Đây là một cây tùng bách cao khoảng 115,5 mét. Nhưng cũng có những sinh vật rất nhỏ bé, ví dụ như vi khuẩn E. coli, có kích thước chỉ khoảng 1 micromet và chỉ bao gồm một tế bào. Và các em biết rằng 1 micromet thì bằng 1 phần 1.000 mm. Như vậy, vi khuẩn E. coli có kích thước rất nhỏ. Nhưng con người chúng ta thì một cơ thể người có đến khoảng 75.000 tỷ tế bào. Như vậy, các em thấy rằng các sinh vật trong tự nhiên có kích thước rất khác nhau. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung bài hôm nay. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu đến cơ thể đơn bào. Các em hãy quan sát hình 19.1. Ở đây có hai cơ thể đơn bào, đó là trùng roi và vi khuẩn. Các em hãy cho biết đặc điểm chung nhất của cơ thể trùng roi và vi khuẩn là gì? Đặc điểm chung của trùng roi và vi khuẩn đó chính là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Vậy, thành phần tế bào của chúng gồm có những gì? Qua quan sát hình, các em sẽ thấy mỗi cơ thể đơn bào sẽ bao gồm có 3 thành phần cơ bản. Thứ nhất là màng tế bào. Thứ hai đó là chất tế bào. Thứ ba là vùng nhân hoặc là nhân tế bào. Vậy chúng có những hoạt động sống, có những hoạt động nào để sống? Trong thực tế, chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường được không? Bởi vì chúng có kích thước cơ thể rất nhỏ bé, cơ thể của chúng chỉ bao gồm có một tế bào, tuy nhiên chúng lại có thể thực hiện được đầy đủ các chức năng của một cơ thể sống, ví dụ như trao đổi chất, vận động, cảm ứng hay sinh sản. Chính vì thế nên người ta gọi chúng là cơ thể đơn bào. Các em có thể kể tên một số những sinh vật đơn bào mà em biết. Có rất nhiều loài mà chúng ta đã gặp trong tự nhiên, ví dụ như tảo lục đơn bào, tảo silic hay trùng biến hình. Đó chính là những cơ thể sinh vật đơn bào. Trùng giấy, vi khuẩn, lao, vi khuẩn E. coli. Như vậy, các bạn cần nhớ cho cô những đặc điểm của cơ thể đơn bào như sau. Cơ thể đơn bào được cấu tạo từ một tế bào. Tế bào đó thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống. Chúng ta có một số những ví dụ đại diện như vi khuẩn E. coli, vi khuẩn lactic, tảo lục đơn bào hay trùng roi. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến phần 2 nhỏ, cơ thể đa bào. Em hãy quan sát hình 19.2. Ở đây cơ thể đa bào có một ví dụ là cây cà chua. Em hãy nêu đặc điểm khác biệt của cơ thể cây cà chua với cơ thể các sinh vật mà chúng ta đã tìm hiểu ở mục 1. Thứ nhất, về số lượng tế bào, về đặc điểm cấu tạo và về các chức năng sống. Các bạn thấy rằng cây cà chua thì được cấu tạo bởi nhiều loại tế bào khác nhau và chắc chắn là số lượng tế bào cũng nhiều hơn.
Chính do vậy mà kích thước cơ thể cũng sẽ lớn hơn. Cơ thể đa bào sẽ có cấu tạo phức tạp hơn và phân hóa thành nhiều cơ quan. Mỗi cơ quan sẽ thực hiện một chức năng chuyên hóa riêng biệt. Ví dụ như con người. Và vì thế chúng ta thấy là độ đa dạng của động vật đa bào cũng rất là cao. Nguyên giới động vật hiện nay đã có khoảng 1,5 triệu loài khác nhau và phân bố ở tất cả các môi trường như môi trường trên cạn, môi trường dưới nước hay trong đất. Ngoài ra còn có các loài động vật ký sinh. Thực vật đa bào cũng vậy. Giới thực vật có khoảng 200.000 loài phân bố ở khắp các nơi trên trái đất. Sau đây, các em hãy cùng làm một bài tập xác định cơ thể đơn bào và đa bào bằng cách hoàn thành các bảng sau. Chúng ta có 4 cơ thể sinh vật: vi khuẩn E. coli, cây bưởi, trùng roi và con ếch. Các bạn hãy xác định số lượng tế bào cấu tạo nên cơ thể và xếp chúng vào loại cơ thể đơn bào hay đa bào. À, vi khuẩn E. coli có một tế bào tạo nên cơ thể, chính vì vậy chúng sẽ là cơ thể đơn bào. Cây bưởi thì có rất nhiều tế bào khác nhau cấu tạo nên cơ thể, do đó chúng sẽ là cơ thể đa bào. Trùng roi có một tế bào tạo nên cơ thể, vì vậy chúng cũng xếp vào cơ thể đơn bào. Và con ếch thì có nhiều loại tế bào khác nhau, chính vì thế nên chúng là cơ thể đa bào. Tương tự như vậy, các em hãy xác định các ví dụ thuộc các đại diện khác trong tự nhiên cho cô. Và đây là một sơ đồ tư duy để các em có thể nắm chắc hơn được nội dung chính của cái bài học hôm nay. Các bạn lưu ý cho cô rằng chúng ta có thể chia thành hai nhóm chính là cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Cơ thể đơn bào thì có cấu tạo đơn giản và chỉ bao gồm có một tế bào, có thể là tế bào nhân thực hoặc tế bào nhân sơ, và chúng ta có các đại diện như các loài động vật nguyên sinh hoặc là vi khuẩn. Cơ thể đa bào thì có cấu tạo phức tạp hơn. Chúng được cấu tạo bởi nhiều loại tế bào khác nhau và đa số là những tế bào nhân thực. Chúng ta có rất nhiều các đại diện khác có thể kể đến, ví dụ như các loài động vật, các loài thực vật. Như vậy, tổng kết lại nội dung bài học hôm nay, các bạn cần lưu ý cho cô như sau. Cơ thể đơn bào được cấu tạo từ một tế bào và tế bào đó thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống. Còn cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào và các tế bào khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cô vừa giới thiệu với các em nội dung chính của bài 19, cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Nếu các em thấy bài giảng này hay, hãy chia sẻ cho các bạn. Và nhớ hãy ấn like, share và đăng ký kênh chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông của chúng tôi để có thể cập nhật nhanh nhất những bài giảng của chúng tôi trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.